Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Thưa quý vị, trong video trước, chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn về những tuổi có thể lựa chọn để sinh con trong năm 2024 Giáp Thìn. Tôi cũng đã hướng dẫn các bước cần thiết để quý vị và các bạn lựa chọn tuổi cha mẹ phù hợp sao cho tốt nhất. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ rõ hơn về việc lựa chọn tháng tốt để sinh con trong năm 2024. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đến cuối video để có những thông tin chi tiết nhất. Trước khi tìm hiểu về ngày để sinh con năm 2024, chúng ta hãy xem năm 2024 mệnh gì nhé. Trẻ sinh năm 2024 Giáp Thìn có mệnh hỏa, phú đăng hỏa, lửa đèn to, lửa đèn dầu, cầm tinh con rồng, tương sinh là mộc, tương khắc là kim, thủy, màu sắc hợp là màu xanh, tương sinh, màu đỏ tương hợp, màu sắc tương khắc là màu đen. Cuộc đời của người Giáp Thìn. Theo phong thủy, trong 12 con giáp, người tuổi Giáp Thìn được coi là có mệnh sướng nhất. Bởi vì họ cầm tinh con rồng vàng nên đã sướng từ khi mới sinh ra đời. Người mang tuổi Giáp Thìn sẽ được hưởng vinh hoa phú quý nhưng sẽ phải nhiều áp lực trong cuộc sống. Nhưng nhìn chung, người tuổi Giáp Thìn thường suôn sẻ, may mắn, mọi dự định đều thành công và thuận lợi. Đây cũng là lý do có nhiều gia đình có dự định sinh con trong năm 2024 hợp tuổi bố mẹ hoặc sinh con năm 2024 để con luôn được sung sướng. Vậy sinh năm 2024 tháng nào là tốt nhất? Xét về tháng sinh, bây giờ chúng ta cùng đánh giá chi tiết tốt xấu qua từng tháng. 1. Sinh tháng 1 âm lịch, tháng Bính Dần. Ngũ hành thuộc thủy trong năm, con Giáp Thìn có ngũ hành thuộc hỏa. Trong đó tháng 1 hỏa vượng có mộc dưỡng, mệnh thủy vừa phải dưỡng cho tháng mộc, vừa phải khắc cho năm hỏa, do đó bị yếu lực. Bên cạnh đó, em bé sinh tháng Bính Dần còn có lộc tồn, bác sĩ, thiên mã, thiên khốc, điếu khách, gặp tuần trung, không vong nên dù có gặp các vấn đề về sức khỏe thì cũng không đáng ngại. Vận khí tốt tuy nhiên lại phải xa phương, cầu thực, phải tính toán, lo toan, khó có được sự an nhàn, không được xứng ý, toại lòng. Sao thiên mã sẽ khiến các bé luôn phải vận động, suy nghĩ, vì thế mà cuộc sống dù có không lo đói thì cũng luôn đặt mình vào thế vất vả. Các bạn nhỏ mà được sinh vào tháng 1 cũng là những người khá tình cảm, nhiều cảm xúc, hay khóc. Nếu như bản mệnh đóng tại Dần có bộ sao cơ âm hãm địa hoặc là gặp sao tuần sẽ sáng hơn. 2. Sinh tháng 2, tháng Đinh Mão. Tháng Đinh Mão có ngũ hành thuộc thủy, bên cạnh đó tử vi tháng 2. Trực phù gặp tuần trung, không vong. Cũng giống như tháng 1, các bé trong tháng 1 sẽ có sức khỏe không tốt do thủy ở tháng này phải mất lực nhiều. Các bé này nếu như có cung mệnh an tài mão mà gặp tuần trung không vong, án ngữ thì sẽ rất vất vả. Đa phần các bé thường có cuộc đời khá thăng trầm, ví dụ như việc như an tại mão có bộ sao là vũ phá, hãm địa thì rất vất vả. Chỉ hy vọng có nhiều các trung tinh đắc cách, trợ lực. Hoặc nếu như cung mệnh đóng tại đây mà vô chính diệu, có tuần trung không vong thì sẽ giúp cho cung mệnh tốt hơn. 3. Sinh tháng 3, tháng Mậu Thìn là tháng có ngũ hành thuộc mộc. Bên cạnh đó có sự xuất hiện của sao hoa cái, thái tuế, thiên la cho thấy rất thông minh, giỏi ngoại giao, giao tiếp và được quý nhân giúp đỡ. Các bé dễ là những người nhân hậu, khá cứng cỏi và nguyên tắc, bảo thủ và cô độc. Tuy nhiên các bé sẽ rất dễ có quý nhân trợ lực. Do tháng Thìn là tháng thiên la, xung chiếu là chất địa võng. Nếu cung mệnh an tại Thìn hoặc là trong tam hợp thân Tý Thìn thì nằm trong tam hội, thủy cục và đắp vòng thái tuế. Nên nếu như làm trong các lĩnh vực luật pháp, vũ trang thì có cơ hội thành tựu. 4. Sinh tháng 4, tháng Kỷ Tỵ. Tháng này có ngũ hành thuộc mộc. Bên cạnh đó theo tử vi thì có các sao Thiếu Dương, Thiên Không, Lưu Niên, Văn Tinh, Thiên Trù, Kiếp Sát, Phượng Cát, Cô Thần. Các bé nếu sinh tháng này về cơ bản sẽ là những người rất thông minh và học tốt, nhưng Thiên Không và Cô Thần sẽ làm cho họ cô đơn. 5. Sinh tháng 5, tháng Canh Ngọ, ngũ hành thuộc thổ. Tử vi lại có sao Tăng Môn. Nếu cung mệnh đóng tại đây thì thể hiện rằng đây là một người có khuôn mặt buồn. Nếu cung mệnh tại đây có sao Thiên Cơ thì các bạn dễ gặp vấn đề liên quan đến tâm lý hay suy nghĩ tiêu cực, khó hài lòng với những gì đã có. 6. Sinh tháng 6, tháng Tân Mùi, ngũ hành thuộc thổ. Trong tử vi của tháng 6 có xuất hiện các sao
Thiếu Âm, Đường Phù, Thiên Quan. Đây là mẫu người trong tổ hợp âm long trực, đặc biệt có mệnh thân nếu đóng tại Thìn thì sẽ dễ cho thấy bản thân là người dễ bị yếu thế hay ở thế yếu, thường nhịn người khác, chịu thiệt thòi, nếu như cung mệnh đi cùng với bộ sao Thiên Tướng hoặc Thiên Lương. 7. Sinh tháng 7, tháng Nhâm Thân, ngũ hành thuộc Kim. Còn trong tử vi thì có các sao Quan Phù, Long Chỉ, Triệt Lộ, Không Vong. Những bạn sinh vào tháng này có thể dễ mắc các bệnh về đường thở như viêm mũi, viêm xoang. Nếu mệnh các bạn có các bộ sao Tử Phù tại cung thân thì các bạn sẽ có tuổi trẻ khá vất vả do bị sao Triệt chặn lối. Tuy nhiên cần phải xem lá số cụ thể mới biết chính xác số phận của một đương số. 8. Sinh tháng 8, tháng Quý Dậu, ngũ hành thuộc Kim. Tử vi lại có các sao Tử Phù, Lưu Hà, Thiên Phúc, Nguyệt Đức, Đà Hoa, Triệt Lộ, Không Vong, có số thanh cao, no đủ và trường thọ. Tuy sẽ gặp những khó khăn nhưng vẫn vượt qua và gặt hái được nhiều thành công. Những bạn sinh trong tháng này, đường tình duyên có thể không được may mắn bởi vì sao Đào Hoa bị triệt. Những bạn có cung thân và mệnh tại đây sẽ là những người chung tình. Nếu các bạn có mệnh tại Thìn và cung nô tại Dậu thì dù có gặp triệt nhưng khả năng ngoại tình vẫn rất cao. Các bạn sinh vào tháng này công việc sẽ không được thuận lợi, tuy nhiên có sao Nguyệt Đức nên dù khó khăn cũng có quý nhân giúp đỡ. 9. Sinh tháng 9, tháng Giáp Tuất, ngũ hành thuộc Hỏa. Nhưng đây là một tháng cuối cùng của mùa thu, không hợp với người mệnh Hỏa do các bạn sinh vào tháng này sức khỏe sẽ không tốt. Trong tử vi xuất hiện các sao Thiên Hư, Quốc Ấn, Thiên Hư, Địa Võng nên chủ về việc là người có quyền thế, nghĩa hiệp, tuy nhiên rất dễ nản chí khi gặp phải khó khăn. Các bạn ấy có khả năng có thể lập nên sự nghiệp. 10. Sinh tháng 10, tháng Ất Hợi, ngũ hành thuộc Hỏa. Trong tử vi có sao Long Đức, Hồng Loan. Nếu như cung mệnh tại đây có sao Thái Âm, Miếu Địa thì các bạn nữ sẽ vô cùng xinh đẹp, da trắng, tóc đen và có nhiều phẩm chất ích phu vượng tử. 11. Sinh tháng 11, tháng Bính Tý, ngũ hành thuộc Thủy, tử vi lại có Bạch Hồ. Trong tam hợp lại có bộ sao Tăng Môn, như vậy các bạn trẻ sinh vào tháng này sẽ dễ gặp bệnh liên quan đến máu huyết. Nếu cung mệnh thân đóng tại đây có bộ đồng âm hoặc bộ cự cơ thì dễ bị các bệnh liên quan đến máu huyết, lớn lên trong công việc hay gặp khó khăn, dễ bị thừa kiện. 12. Sinh tháng 12, tháng Đinh Sửu. Một tháng có ngũ hành thuộc Thủy, trong tử vi lại có các sao Phúc Đức, Phá Toái, Của Tú. Những bạn trẻ sinh vào tháng này sẽ là những người khá cô đơn, rất kém may mắn, sống nghèo khổ và cuộc sống rất khó khăn, khác cha mẹ, anh chị em. Nếu mệnh thân đóng tại Sửu mà có bộ sao Thái Âm và Thái Dương đồng cung thì cha mẹ sẽ khó ở dài lâu với nhau, nhẹ thì ly tán, nặng thì mất mạng. Tuy nhiên dù như thế nào thì các bạn nhỏ sinh vào tháng 12 là một tháng mà tam hợp có cô thần quả tu thì dù nam hay nữ đều sẽ gặp cảnh cô đơn. Trên đây là tổng quan 12 tháng cho các bé sinh từ tháng 1 đến tháng 12 trong năm 2024 sắp tới. Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo bởi vì để biết rõ hơn, chi tiết hơn về vận số của một đương số, chúng ta cần có đầy đủ thông tin chính xác về ngày giờ sinh. Như vậy mới có thể an sao một cách đầy đủ và từ đó mới có thể đánh giá rõ nét hơn về số phận của một người. Tôi hy vọng trong video này có thể giúp quý vị và các bạn nắm được thông tin khái quát nhất về việc sinh con theo từng tháng của năm Giáp Thìn có thuận lợi và khó khăn ra sao. Các bé sinh vào tháng không tốt, quý vị cũng đừng lấy đó làm lo lắng, vì quý vị vẫn có thể chọn ngày sinh và giờ sinh cho bé. Ngoài ra có thể sử dụng các phương pháp phong thủy để giúp hạn chế điều xấu, ví dụ như đặt tên cân bằng ngũ hành. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu những tháng sinh cho con tốt nhất trong năm 2024 Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của quý vị hãy liên hệ trực tiếp tới số 0989349119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.